Rồi, để vào đây. Ngồi, ngồi vào. Lấy bát à? Em đấy. Ừ, rồi. Ăn nào. Rồi. Rồi. Nào, ăn nào. Ăn cháo nào. Xong rồi, vậy thôi. Rồi, đẹp rồi, không ấn sát được. Rồi, vậy thôi nào. Rồi, ăn cháo nào, há miệng ra. Nuốt đi. Ui, nuốt hết ra rồi. Hư này, đeo yếm nhá, đeo yếm vào này. Rồi, đeo yếm rồi. Nôn ra đây, nôn đi. Rồi, ăn cháo đi nhanh lên. Nhằm. Uống nước nhá. Nào, ăn cháo nào. Nhắm. Xong chưa? Rồi, cởi yếm ra. Cất yếm đi. Rồi, cất bát đó chứ. Bát đi. Rồi, đây cất cốc rồi. Còn bát với thìa cất đi. Đấy là thìa. Rồi, cất thìa đi. Cất bát đi. Rồi, cất ghế đi. Rồi, un ghế vào đi. Thôi, ghế to đấy, để bố kéo cho. Rồi, un ghế bé đi. Rồi, bạn đi ngủ đi. Thì nằm ngủ đi, đây giải gối thì nằm ngủ đi. Nằm ngủ đây đi. Nhắm mắt vào ngủ đi. À, đắp chăn đã. Đây, chăm đắp đi. Ngủ đi. Tự đắp ngủ đi. Rồi, giải vậy thôi. Rồi, ngủ đi. Nhắm mắt vào ngủ đi. Nhắm mắt ngủ cơ mà. Không nhắm mắt ngủ à? Nhắm mắt ngủ đi, bố còn gọi dậy chứ. Mở mắt thôi, không gọi nữa. Nhắm mắt ngủ đi đã nào. Rồi, dậy sáng dậy tập thể dục thế nào? Nào, dậy đi tập thể dục đi. Đứng dậy tập thể dục đi. Nhanh lên. Rồi. Đưa tay lên trước. Đưa tay lên sang ngang. Đưa tay lên trên cao. Đưa tay sang ngang. Đưa tay lên trước. Ngồi xuống. Đứng lên. Lại đứng lên chứ. Rồi, xong rồi, dọn dẹp. Tập vừa thì cái gì? Úi giời, đấm võ à? Đấm nào. Đây đây. Thôi, tay này đang quay. Thôi, vậy thôi nha. Đi ngủ nha. Con đâu? 1 giờ rồi đấy. Đây, chăn đây, chăn của bà đấy. Này bên này. Cái gì? Rồi đóng điểm đi ngủ thôi chim ơi. Cho em bé ngủ cùng đi chứ. Không cho em bé ngủ cùng à? Em bé cái này. Cho em bé nằm cùng đi, nằm lên gối cùng đi. Đúng này. Đây. Không cho em bé ngủ cùng à? Em bé cái đấy. Không cho em bé ngủ cùng à? Nhắm mắt ngủ đi. Rồi, dậy sáng dậy tập thể dục đi. Rồi, sáng rồi dậy tập thể dục đi. Có dậy không? Dậy.
Giải tập thể dục. Ê rồi. Úi giời giỏi nhỉ. Úi giời. Hét đi. Vẩy áo hét lên đi. Cầm áo hét làm sao? Cái gì? Ý à? Không đâu. Mày ơi. Ừ rồi. Lại ngủ. Ngủ nhiều vậy. Đi ngủ nhá. Cái gì? Đây, chăn của bà đấy. Bà thích làm gì bà làm.